Xuyên suốt phim tài liệu, sống sót là chuỗi câu chuyện của một nhân chứng, người đã may mắn thoát chết trong một vụ thảm sát kinh hoàng của đế quốc Mỹ tại xã Lũng Hòa, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Lý Chính Hùng là người duy nhất sống sót, đã không ngừng tìm kiếm người thân và chịu đựng nỗi đau của một người không cha không mẹ. Bao nhiêu năm mình nghĩa là không cha không mẹ, rồi trải qua bao nhiêu năm nữa là mình nhờ chương trình tìm. Mình thiếu cái tình mẹ con mà, thì rất là mong mỏi. Sự thiếu vắng tình cảm ruột thịt và sự khát khao đoàn viên đã giúp ông Hùng vững tin để tiếp tục hành trình tìm kiếm người thân. Và hành trình ấy sẽ ra sao? Liệu ông Hùng có thể trở về đoàn viên cùng gia đình? Phần 1 phim tài liệu sẽ giải đáp phần nào câu hỏi này. Nội dung sẽ có trong chương trình Nhìn ra tình bạn phát sóng lúc 15 giờ ngày 19 tháng 1, phát lại lúc 15 giờ ngày 22 tháng 1. Không phải là tường rào, không phải là sân phơi, càng không phải là nhà ở, bởi lẽ không có cửa ra vào, không có cửa sổ, không có mái. Nếu là chuồng trại chăn nuôi thì lại quá cao. Những công trình này được người dân bản Nẹ Tở, xã Hua La gọi là bể chứa nước. Thật ngạc nhiên với cách xây bể chứa nước của các hộ gia đình trong bản. Câu chuyện giải phóng mặt bằng các công trình dự án ở các địa phương nói chung và thành phố Sơn La nói riêng luôn là những câu chuyện không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý, làm xôn xao dư luận, mà còn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đơn thư kéo dài với những nội dung khá quen thuộc như giá đền bù chưa thỏa đáng, công tác tái định cư còn chậm, có sự chênh lệch về giá đền bù. Những câu chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng lại là nguyên nhân chính gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại các cơ sở, trong đó có thành phố Sơn La. Đây cũng chính là nội dung được phản ánh trong phóng sự Trồng cây, xây bể chờ đền bù, phát sóng lúc 23 giờ ngày 20 tháng 1, phát lại lúc 10 giờ ngày 25 tháng 1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.